dượng con có đi không dạ không con đi một mình dượng có nói gì mẹ không con không có nghe dượng nói gì hết mẹ trong này mẹ có ăn uống được không sao con thấy mẹ ốm quá vậy mẹ con ngủ được không mẹ <laughs> con còn hỏi thăm mẹ mấy chuyện đó nữa hả con lo cho mẹ lắm sao chính con đẩy mẹ vô tù mẹ ra nông nổi như vậy con sáng mắt ra chưa con xin lỗi mẹ mẹ ơi con không làm cách khác được mẹ đừng giận con nha mẹ chỉ là giận thôi sao nếu mà giết được mày tao đã giết mày rồi biết vậy hồi nhỏ tao bóp cổ cho mày chết chứ không tội gì tao lo lắng cho mày mẹ Sao mẹ nỡ nói với con như vậy Mẹ muốn con chết thiệt á à, mẹ Mẹ không thương con á à, mẹ Mẹ ơi Con là con của mẹ mà Tao cũng muốn coi mày là con lắm Nhưng nghĩ tới chuyện mày phản tao Tao chịu không nổi Bây giờ Tao thấy Mày là nợ đời của tao mày là kẻ thù nguy hiểm nhất của tao ngày nào tao còn ở trong này tao còn oán thù mày ngày đó mà không chừng tao ra khỏi chỗ này rồi tao không quên được đâu đứa con gái phản mẹ như mày tại sao trời không đánh chết cho rồi mẹ ơi sao mẹ lại quyền rủa con như vậy Mẹ ơi con khổ sở lắm Bây giờ mẹ mắng con bao nhiêu cũng được Nhưng mà mẹ đừng trù con chết nha mẹ Con chết rồi ai lo cho mẹ Mẹ ơi Con xin mẹ Con xin mẹ mẹ đừng ghét bỏ con nha mẹ Có đứa con vô ơn mất dạy như mày Tao thương không nổi Mày có chết đâu thì chết phức cho rồi <laughs> mày đi về đừng bao giờ đến thăm tao nữa mẹ tao không có đứa con như mày đi mẹ mày đi <laughs> cho <laughs> Hồi đó, tôi không muốn có con với bà. Là gì? Tôi muốn dồn hết tình thương vào hai đứa con gái của tôi, tôi thấy làm vậy cũng thiệt thòi cho bà. Cho nên bù lại là tôi chiều chuộng lo cho bà vật chất đầy đủ, giống như là sự đền bù vậy đó anh. Mấy đứa con tôi nó không hiểu tôi, tụi nó cứ nghĩ là tôi mù quáng nghe lời bà. Tụi nó đâu có hiểu tôi là tôi làm vậy đó là để muốn có một gia đình đầm ấm cũng cho tụi nó thôi người đàn bà đó lợi dụng lòng tin của tôi hành hạ con tôi suốt mười mấy năm trời nó biến tôi thành một người cha vô lương tâm với con cái có ai bị lừa gạt tàn nhẫn với tôi không anh bình tĩnh đi anh quyền anh mà tức giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó anh mỗi lần tôi nghĩ tới cảnh con gái tôi bị áp bức khổ sở anh có biết là tôi đau như bị dao đâm vậy đó Nếu mà lùi lại Mười mấy năm trước Tôi không để cho mình ngu như vậy đâu anh Quang à Bị người mình tin tưởng lừa gạt mình Phải nói là Đau tận cùng Nhưng Anh đừng có quay đầu nhìn về quá khứ nữa Anh hãy nghĩ là Anh còn đủ thời gian để đền bù cho con gái của anh Vậy là còn may mắn lắm đó Tôi có đền bù cho mấy đi nữa Thì cũng không xóa được Mười mấy năm khổ sở của con gái tôi Anh biết không Có nhiều đêm tôi không ngủ được Tôi nghĩ là tôi mới tìm người đàn bà ấy Tôi bóp cổ cho bà chết mới vừa dạ tôi Anh không hiểu nổi tâm trạng của tôi đâu Tôi lăn lộn trong nghề này cũng mấy chục năm rồi Có cảnh ngang trái nào mà tôi không biết rồi tôi cũng rút ra một kết luận là mình phải tập quên để giữ cho tinh thần của mình cân bằng chứ nếu mà mình cứ tức tối căm hận thì thiệt thân của mình đó anh tôi hiểu ý anh tôi cũng muốn vậy lắm nhưng mà tôi làm không nổi cái gì nó cũng cần phải có thời gian anh cứ cố gắng làm chủ tư tưởng của mình rồi từ từ anh cũng quên được thôi em biết anh đã hết giận em rồi phải không ở trong này em nhớ anh nhiều lắm đêm nào em cũng khóc hết em biết anh giận em nhưng từ trước tới giờ anh vẫn luôn bỏ qua cho em bây giờ anh đã chịu tha thứ cho em rồi phải không anh tôi không tốt như bà tưởng đâu à, anh nói vậy là sao lâu nay tôi không vào đây thăm bà cũng không muốn nhắc tới bà vì tôi không muốn khơi lại nỗi đau của tôi nhưng mà im lặng thì tôi bị bức bách người như bà có muốn cao thượng cũng khó đâu <laughs> anh hãy thông cảm cho em hoàn cảnh đưa đẩy cho nên em phải làm như vậy chứ em không muốn làm khổ anh đâu tới giờ này mà bà chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao mà bà còn đổ lỗi cho hoàn cảnh là sao em biết lỗi rồi anh anh bỏ qua cho em Sao bà ảo tưởng quá vậy Rõ ràng là bà không biết đâu là giới hạn Tôi đã rất ân hận Là đã lấy bà Sao anh lại nói vậy Em rất hạnh phúc Khi được sống bên cạnh anh Và các con Hạnh phúc Tôi cũng đã tưởng vậy Và rất mong muốn được cùng bà Hưởng hạnh phúc Đến già với bà. Nhưng tôi đã thất vọng chị bà. Anh... Anh đừng nghĩ vậy. Anh... Anh hãy tha thứ cho em. Như anh đã từng tha thứ. Ở trong này em đã hiểu được giá trị cuộc sống giá trị của tự do hôm nay tôi tới gặp bà là để nói với bà chính thức từ nay tôi với bà không còn tình nghĩa không còn mối quan hệ gì nữa hết bà hãy quên tôi đi hãy quên các con của tôi đi Tôi trả lại tự do cho bà như trước kia khi bà chưa gặp tôi. đây đi chị à, ngân <laughs> ngân chị chị cảm ơn nha em để đó chị rồi cảm ơn em dạ hai chị muốn uống gì gì cũng được ủa em sắp tăng ca chưa dạ còn nửa tiếng nữa ừ em cứ làm việc tiếp đi chị với hiền sẽ chờ Chị với chị Thư qua đây để trưa rủ em đi ăn đó <laughs> Vậy hai chị chờ em một tí nha ừ. Mà hai chị uống gì Em không biết hai chị thích cái gì nữa ừ. Cho chị kem đi à, Thôi cái gì cũng được ừ, Chị cũng vậy Dạ chờ em một tí nha ừ. Bây giờ nhìn nó quạt bát hơn ha Dạ <laughs> Vậy là con vừa học vừa làm suốt tuần luôn hả? Không được nghỉ ngày nào sao? <laughs> dạ. Cực khổ như vậy sao không nhờ cậu quý giúp đỡ? Hay nhờ con hiền gì đó. Hồi xưa nó thân thiết với con lắm mà. Cuộc sống của mình mà mẹ, mình phải tự lo. Đâu có nhờ người ta hoài được. Anh Huy với mấy chị sẵn sàng giúp con. Nhưng mình phải có lòng tự trọng của mình chứ, thì nhờ người ta giới thiệu cho mình chỗ nào làm tốt tốt một chút chứ cực khổ như vậy làm sao sống nổi <laughs> con quen rồi không thấy cực gì hết ra nông nổi như vậy cũng tại con thôi bây giờ con khổ như vậy sáng mắt ra chưa mẹ chuyện qua rồi mẹ đừng nghĩ tới nữa mẹ cứ ôm thù hằng hoài mẹ khổ mà con cũng khổ nữa ngày nào mẹ còn sống là mẹ còn oán hận con cho dù con là đứa con đứt ruột mẹ đẻ ra thì mẹ cũng không bao giờ tha thứ cho con đâu đi đi đừng bao giờ vô thăm mẹ nữa mẹ con có thể bỏ được tất cả nhưng con sẽ không bao giờ bỏ mẹ dù mẹ có là ai mẹ có làm gì con vẫn thương mẹ vì mẹ là mẹ của con đi về đi đừng có nói nữa thưa mẹ con về Rồi, đánh đi nha, con đánh đi. Ta ta ra ta ta ra. <laughs> con đánh đi. Ừ. Đó. Nè. <laughs> cháu cưng, ông về rồi nè. <laughs> à, con chào ba. Ừ. À, ba ơi, anh Quy nói dì Phương bữa nay ra tù đó ba. Chuyện này, ba con gặp nhiều rắc rối với bà ta rồi đó. Nè cháu cưng, Ông tập cho con đánh đàn nha <laughs> Ông nội đánh với con Nè Trời, con đánh đi <laughs> Đây, con ngồi xích qua đây Nè, <laughs> em cháu đánh đi ông như chỉ hả? con đánh nè Do đây mi son si mi mi fa son mi son son fa mi re 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 mi đây đồ mèo đinh mò wow, hay quá Bây giờ tới con đánh nè ừ, nè hai ba đồ mi mi, mi, mi. <cười> <cười> mẹ ủa dượng con đâu con không biết tại sao ông không mang xe hơi đến đón mẹ có mình con vậy con không biết nữa Cái gì vậy? Mẹ hỏi cái gì con cũng không biết là sao Mẹ à, đã 6 năm rồi Đưa mẹ về nhà Con đã thuê nhà trọ cho mẹ rồi Cái gì? Mẹ có nhà mẹ phải về nhà chứ Mẹ với Dượng đã ly dị đâu Mẹ Lẹ lên, chở mẹ về Nhưng mà Cho mẹ về nhà tắm rửa thay quần áo Không có nhân nhị gì hết Ủa, bé Vi đâu? Sao không đưa tới đây đón ngoại Ừ vậy Con sẽ đưa mẹ qua đón bé Vi Rồi con sẽ đưa mẹ về nhà Vậy đi Ờ, 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 con, ừ, ừ Ờ, à, ngoan, ngoan, ngoan nha Nè Lát nữa vô nhà Con xả nước bồn tắm cho mẹ nha Mẹ muốn ngâm mình Dũi sạch bụi bặm của gục tù Con nhớ trong lúc mẹ tắm Con lấy áo ngủ bằng lụa ra Con có biết là Sáu năm ở trong tù Mẹ chỉ mới ước được về nhà Để được hưởng giây phút này thôi Ngân, con có mang theo chìa khóa không? Dạ không Chán quá à, Hồi bị bắt, mẹ không mang chìa khóa theo Nhưng mà không lẽ không có ai ở nhà Dì Mười đâu Mẹ, hồi đó chính mẹ là người đuổi dì Mười đi mà Mẹ không nhớ sao Không lẽ ông chuyển nhà đi nơi khác Con có biết không Mẹ, mình đi thôi thôi cũng được đưa mày về nhà trọ rồi tính sao ờ ờ ờ con đây đây mẹ mẹ vô đi mẹ con nói nhà chồng con giàu lắm mà không lẽ con để mẹ ở chỗ lục xúc như vậy hả mẹ ơi con đâu có muốn như vậy đâu nhưng mà hoàn cảnh của con bây giờ con muốn lo nhiều cho mẹ cũng không được lương con đâu có bao nhiêu đâu con sống lệ thuộc vào nhà chồng con lo chỗ ở cho mẹ như vậy là con hết sức rồi vậy tại sao con không đưa mẹ về ở chung với vợ chồng con gia đình chồng con làm ăn lớn quan hệ xã hội rộng anh minh cũng hiểu hoàn cảnh của con nhưng mà mẹ biết rồi nó thương con mà cũng sợ mất thể diện chứ gì gia đình nó danh giá bề thế làm sao có thể hạ mình làm xui với kẻ có tiền án như mẹ họ miễn cưỡng lắm đúng không nhưng mà vì họ thương con họ phải chịu ý con là vậy đúng không con may mắn gặp được chồng giàu mẹ không mừng cho con sao mẹ ơi mẹ phải thông cảm cho con chứ con đâu muốn bỏ mẹ đâu nếu không tại con thì mẹ không có ở tù thôi nguyên à, 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 mình... ngày xưa mẹ cũng có thể hãnh diện kêu hãnh với nhà chồng của con tất cả là tại con thôi mẹ à bao nhiêu năm nay con chịu đựng câu nói này của mẹ quá nhiều rồi nhưng mà lúc đó con im lặng vì con không muốn mẹ buồn nhưng mà bây giờ con chịu hết nổi rồi cái gì cái gì con nói cái gì hả mẹ cứ đổ thừa là tại con vậy sao mẹ không nhìn lại con mẹ đã sống như thế nào mẹ hạ chị như vậy nếu như con không nói ra thì chắc chắn công an sẽ điều tra được à! nếu lúc đó con cũng ở tù theo mẹ thì mấy năm nay ai lo cho mẹ chứ sao mẹ không nhìn ra điều đó sao mẹ cứ kết tội con hoài vậy con ghé cho mẹ cảnh này thì con phải chịu chứ bây giờ con trách mẹ hả <laughs> mẹ ơi mẹ ơi mẹ hãy để con tiếp tục thương mẹ đi mẹ đừng làm con sợ mẹ nữa nếu như mẹ cứ như vậy hoài con sợ là con không còn sức chịu đựng nữa mẹ ơi con không coi mẹ là mẹ thì mẹ cũng không cần đứa con bất hiếu như con con mà phản mẹ có ngày trời đánh mày đó rồi sau này con mày cũng sẽ phản mày như mày đã phản tao mẹ ừ? mẹ của ngân vừa mới mãn hạn tù gì mà nhanh vậy mới đây mà mãn hạn rồi à? Dạ hôm nay giờ của con đi đón mẹ của cổ về đón về đâu? không lẽ về đây đâu có đâu mẹ ngân thuê nhà trọ cho mẹ ngân ở rồi mẹ thương con ngân hiền lành chịu thương chịu khó nhưng mà mẹ không muốn dính dáng tới con người tù tội như mẹ của nó nha không có gì mặc được hết trơn nó tiết kiệm với mình như vậy đó tức chết được mà có hai triệu mua được cái gì chứ trời ơi sao mà tàn tạ dữ vậy ta <laughs> xin lỗi ai đó tôi là dì mười dì không nhớ tôi hả nhớ chứ hồi đó cô đuổi việc tôi mà thấy cô là tôi nhớ liền à thôi đừng nói mấy chuyện lan mang đó nữa mở cửa cho tôi đi chú quyền không có nhà tôi không có dám mở đâu chị đừng quên tôi cũng là chủ nhà nha mở cửa không chuyện cho cô vô nhà hay không á tôi đâu có dám quyết định để tôi hỏi chú quyền đã chờ chút đi Chị dám cư xử với tôi như vậy đó hả? Chị tới số rồi đó Alo Dạ, cô Phương đòi vô nhà Cái gì? Dứt khoát không cho vô Đừng có nói là tôi gọi Dạ La kể bà ta Dạ Nhớ tôi dặn điều này Mai mốt bà ta có tới Dứt khoát là không mở cửa Dạ Chị không cần hỏi ý của tôi nữa Cứ thế mà làm Dạ <laughs> Bà ta vừa về tới nhà Vừa mười không cho vô Vừa hỏi ý của bà đó Ờ, cô về đi. Chú Quyền biểu á, mai mốt á, cô đừng tới đây nữa. Tôi mà mở cửa cho cô hả, là tôi bị đuổi việc đó. Nè, chị đừng thấy tôi xa cơ, leo lên đầu lên cổ tôi nghe chưa? Trước sau gì, tôi cũng sẽ trở về đây. Lúc đó chị biết tay tôi. Đó là việc của cô. Bây giờ tôi phải vô nấu cơm đây. Mở cửa mau! Mở cửa! <laughs> tôi phải vô lấy đồ. Đồ của cô á, không có còn gì nữa đâu Chú Quyền bỏ đi hết trơn rồi Nè mở cửa không Tôi xin lỗi tôi không có thể Mở cửa Mở cửa Đồ ly lắm Quý à, bà nhờ con là luật sư đại diện ừ, cho bà, con. con tới gặp bà ta tiến hành thủ tục ly dị. bà đoán là bà ta không dễ dàng đồng ý đâu. con xử lý thế nào là tùy con. coi như là ba giao chuyện này cho con lo. bây giờ bà ta ở đâu ba biết không? bà không biết chính xác. nhưng bà đoán bà ta đang ở nhà con Ngân. nó có nhà riêng mà. con nghĩ là con Ngân không thể đưa bà ta về ở chung đâu ba. sao vậy? gia đình chồng của nó khó lắm. Dễ giàu gì mà cho con của người ta ở Với lại người đã có tiền án Con nói thiệt Nếu như là con Thì con cũng không chấp nhận Có một bà mẹ giờ như vậy Con sợ lắm Rồi còn ảnh hưởng tới con cái của mình nữa Ngân nó thương mẹ lắm Nó sẽ không từ bỏ bà ta đâu Chuyện này đó Thật ra Hoàn cảnh như vậy cũng khó xử Một bên chồng Một bên mẹ Bên nào cũng nặng nề hết à Chắc chắn là con Ngân không thể nào lo nổi cho bà ta Bây giờ bà ta chỉ còn mỗi mình ba đi bám díu thôi Bà Chị thương nó đúng đó bà Bà ta quen sống xa qua Và hay đòi hỏi Bà không muốn mất nhiều tiền cho một người như vậy Còn con đó, con làm thế nào thì tùy con Con người như vậy mà có trong tay nhiều tiền Thì sẽ sử dụng nó để quật lại ba đó Cần phải chặn hết những mánh khóe của bà ta Chuyện đó con làm được mà Dạ thưa chú, có cô... Anh Sao cô tự tiện để bà ta vô đây Dạ con kêu cô đứng ở ngoài đợi à, Để con vô hỏi ý kiến chú Không ngờ cô vô đây luôn à Mai mốt không được sơ suất như vậy nữa nghe chưa Dạ con xin lỗi chú Ra kêu bảo vệ vô đi Dạ Sao Anh cư xử với em như con hủi vậy Anh làm vậy Anh không sợ em mất mặt với nhân viên sao Gì thì gì Em vẫn còn là vợ của anh mà Mai mốt Bà đừng nói những câu như vậy nữa Tôi sợ lắm nhưng thực tế là như vậy mà anh à em biết là anh ghét em lắm nhưng mà mấy năm trong tù em đã trả giá rồi em hối hận lắm anh anh cho em về nhà đi em hứa với anh em sẽ hầu hạ em sẽ chuộc lỗi anh ơi anh <laughs> anh bảo vệ dạ đưa bảy ra ngoài mai mốt không cho bảy vô đây nữa nghe chưa dạ mời cô ra ngoài Tại sao anh đuổi em như đuổi cướp vậy Anh cứ xử với vợ con như vậy Người ta đồn tùm lum là anh mang tiếng xấu đó Đứng đó mà nghe nói nhảm được à Đưa bà ta đi dạ. Mời cô ra ngoài à, Dì Phương Hiền, Hiền ơi à... Cho dì nói chuyện với con một chút đi Dì có nhiều chuyện cần nói lắm Ờ à xin lỗi gì con bận lắm ba con mới đuổi gì ra đó nhưng con là phận con cháu con đừng đối xử tệ với gì nghe hiền dù gì gì cũng là dây mẹ của con mà mình vô phòng của con nói chuyện nha à, xin lỗi gì con bận lắm à, ba con không muốn gặp gì nên con xin phép con không làm trái ý ba con được đâu con chào gì hiền hiền hết hỏi cô đâu ngoài. đây 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 à, đây 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 nè đây nè đây con ơi đây nè đây <laughs> mẹ đi đâu về vậy, vậy? Con chờ mẹ nãy giờ. Mẹ đi vô công ty kiếm dưỡng con. Mẹ ở đâu mà mẹ có đồ đẹp vậy? Mẹ mới mua hả? Ừ, mẹ mới mua đó. Hôm qua mẹ về nhà lấy đồ, tức muốn bể ngực vậy đó. Mẹ, mẹ lại về nhà nữa hả? Trời ơi, con làm gì mà hốt hoảng vậy? Nhà đó mẹ còn làm chủ mà. Đâu phải ở tù ra chết mà không về nhà mình được Thiệt tình Con không biết phải nói sao với mẹ nữa Rồi mẹ đến công ty Dưỡng có tiếp mẹ không Ông với con hiền Cho bảo vệ đuổi mẹ Thiệt là nhục nhã Nhưng mà Thù này Mẹ không quên đâu Dạ em nghe nè anh Huy Lúc này em khỏe không Dạ em bình thường Anh Huy gọi em có chuyện gì không Chuyện này Phải làm việc với em Anh cũng hơi ngại Nhưng mà không còn cách nào khác Bây giờ Chị Phương đang ở đâu hả em Ờ à, Mẹ em À, em ơi, mình pha cho con mấy muỗng sữa vậy em Ờ, dạ, bốn muỗng sữa với 200ml nước anh Rồi Rồi, ba pha sữa cho con uống nha Mẹ dặn á Một muỗng nè Rồi, 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 có sữa cho con uống liền nè Đây, 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 sữa của con nè Chào chị. Lâu không gặp, chị khỏe không? Khỏe. Lúc nào tôi cũng khỏe. Em ơi, dạ. cho ly cà phê. Dạ. Cậu tự tới. Hay là ông nhà tôi biểu cậu tới? Tôi tới đây. Không phải để thăm người quen. Bà giới tư cách là luật sư. Đại diện cho thân chủ. Tôi muốn trao đổi với gì Về việc ly dị giữa dì với ba tôi. Tôi không đồng ý không bao giờ à cảm ơn em tôi cũng đoán gì sẽ phản đối nhưng mà gì có phản đối mấy đi nữa thì cuối cùng gì cũng phải chấp nhận thôi tôi khuyên gì nên chấp nhận bởi vì gì sẽ không còn con đường nào khác hết Tôi không cần biết ông nhà tôi nghĩ gì Nhưng tôi còn thương ổng Tôi nhất định không ly dị Cậu đừng có ép tôi Tôi không có đủ tư cách Cũng như là không có quyền để ép buộc gì Tôi chỉ làm theo quỹ diệp của ba tôi Tôi phải gặp ông nhà tôi Để nói chuyện cho rõ ràng Ông không chịu gặp tôi Thì làm sao hiểu được lòng tôi chứ Có thể là Về phía gì thì cần nói chuyện tình cảm Nhưng mà với ba tôi á Vấn đề chỉ là thủ tục Ngoài ra không cần bà bạc gì hết Nhưng mà Tôi còn thương ổng <laughs> Nếu mà ra trước tòa thì lý lẽ của dì Không ai tin được Nội dung của bản án 6 năm tù Là bằng chứng phản là gì đó Bây giờ Tôi chỉ còn mình ổng là nơi nương tựa Dù ổng có làm gì đi nữa Tôi cũng không ly dị đâu Chưa chứ không phải là không Vì có một tuần để suy nghĩ Tôi hy vọng là vì chịu hợp tác Mà không bị cưỡng chế Chào chị Khoan về đã Cậu phải ở lại Để nghe tôi nói hết chứ Tôi đến đây có nhiệm vụ để thông báo Chứ không phải để lắng nghe Chào chị Nè Mấy người đừng có xử ép tôi nha Tại sao ai không cư xử với tôi như vậy Nân hả? Bây giờ mẹ hết tiền rồi Ngày mai con mang thêm qua cho mẹ đi Mẹ Con mới gửi cho mẹ tuần trước mà Mẹ xài vậy nhanh dữ vậy Con làm như nhiều lắm vậy đó Con cho mẹ bao nhiêu đó Không đủ tiền mua hai cái áo nữa Con cái gì mà tính với mẹ từng đồng vậy Lương của con đâu có bao nhiêu đâu Con gửi cho mẹ vậy là hết sức rồi Mẹ sống tặng tiền một chút đi Là đủ mà mẹ à, à. Hồi nãy Mẹ mới đi khám bệnh Bác sĩ nói Nói mẹ bệnh nặng lắm Mẹ bị sao vậy Mẹ bị đau ở ngực Mẹ phải vô bệnh viện khám Nhưng mẹ không có tiền Thì làm sao mẹ dám vô bệnh viện khám đây Thôi được rồi Để mai con đem qua cho mẹ nha Mẹ cúp máy đây Trường hợp này, bà có thể gửi đơn lên phường để nhờ can thiệp. Nhưng tôi thấy hành động của ông ấy như vậy là không muốn gặp bà. Bà có trở về thì cũng không có hạnh phúc đâu. Chuyện đó thì tôi sẽ tính sao? Nhưng mình nộp đơn thì chính quyền bắt ổng sẽ cho tôi về nhà, đúng không luật sư? Cũng tùy trường hợp. Thường á sẽ mời ông ấy lên để hòa giải, phân tích mọi điều. Nhưng không có cưỡng chế. Trường hợp của bà không có khả thi ông đòi ly dị mà tôi không chịu. Nhưng nếu ông khư khư không cho tôi vô nhà, thì tôi sẽ ly dị. Nhưng mà ly dị, tôi có được chia gia tài không luật sư? Bà có đóng góp gì trong cái khối tài sản chung đó không? Không có. Lúc cưới tôi thì ông đã có cơ ngơi rồi. Ừ. Tôi chỉ ở nhà lo nhà cửa thôi. Nhưng bà với ông ấy có hôn thú. Bà được quyền đòi chia tài sản. chị mười ơi dạ cái này gửi tới hồi nào vậy dạ gửi hồi sáng á chú tôi biết trước kia tôi cư xử không tốt với con riêng của ảnh nhưng mấy năm ngồi tù tôi đã hối hận nhiều lắm tôi hứa với lòng mình là khi trở về nhà tôi sẽ làm ô xin cho gia đình ảnh anh đối xử với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận hết bà nói tiếp đi bà còn hối hận chuyện gì nữa không anh à bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi vợ chồng già mình nương nhau mà sống anh nghĩ đi khi anh ốm đau chỉ có em chăm sóc cho anh chứ con cái có đứa nào chịu lo đâu tính con hiền thì em biết nó ích kỷ lắm không thèm lo cho anh như em đâu vậy sao anh giận là em đối xử không tốt với nó nhưng anh đâu có hiểu cái khổ của em ban đầu em cũng thương nó thật lòng nhưng nó cứ chửi bới em con nít hỗn hào với người lớn ai mà không tức hả anh vậy hả mười mấy năm sống ở nhà là em cắn răng chịu đựng tiếng mẹ ghẻ em chỉ mong được anh thương anh thông cảm mà đâu có ai hiểu cho em nãy giờ chị cũng đã nói hết ý rồi người ta ai cũng có lúc sai lầm mà nhưng bây giờ chị nhà cũng có ý sửa đổi anh cũng nên cho chỉ một cơ hội đi ông bà mình á nói đánh người chạy đi Chứ cũng không ai đánh người chạy lại là như vậy đó Chị nói hoàn toàn đúng Tôi đồng ý với ý kiến của chị Anh Anh nói vậy Là anh chịu cho em về nhà đúng không Nãy giờ bà nói nhiều ừ. rồi Bây giờ Để tôi nói Tôi đề nghị bà im lặng Bà xen vô một tiếng thôi Là tôi dây liền em không dám cãi anh đâu. Anh nói đi. Chị à, tôi không phải là người hẹp hòi. Tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi cũng mong có người bạn đời chia sẻ ngọt bùi với mình, cũng muốn bỏ lỗi cho người thân của mình. Tôi hiểu. Nhưng có những lỗi lầm không ai dám chủ quan bỏ qua vì bỏ qua chính mình là thắt dây thòng lọng trong vào cổ mình đó thưa chị anh có vẻ nghiêm trọng quá anh cứ nói tiếp đi tôi không muốn nói xấu về người phụ nữ mà mình đã từng yêu thương và còn rất trân trọng nhưng với những gì bà ta làm anh cũng không dám bỏ qua nếu tôi đưa bà ta về nhà thì có ngày chính tôi bị bà ta bỏ thuốc độc vô đồ ăn hoặc là và ta dàn cảnh cho xã hội đen giết tôi để đoạt tài sản. Sống với người như vậy đó, chị có dám khuyên tôi tha thứ không? Anh à, anh có phóng đại quá không? Tôi không thích du khống người khác. Tôi chỉ nói đúng bản chất của sự việc. Nè, bà khỏe không? Lúc này sao rồi? Trời ơi, tôi cũng bình thường thôi. Ê, tôi nói bà nghe. Hử? Bà biết tin gì chưa? Tin gì? Bà Phương về rồi đó bà. Ủa, bà chưa gọi cho bà hả? bà không có dám gọi tôi đâu bà trốn luôn á thì có bữa nay gặp bà mai thiệt á bà có số điện thoại của bà phương không ờ bà có bà có nè vậy tôi nhờ bà chuyện này nha chuyện gì bà mà giúp được tôi á tôi cảm ơn bà nhiều lắm á thẩm phán ơi bây giờ tôi đã thật lòng hối hận chị mới nói là không ai đánh kẻ chạy lại vậy chị hãy hòa giải cho vợ chồng tôi chị còn dám lên tiếng xin tôi minh vật cho chị nữa hả à? tôi cũng muốn bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ chứ nhưng chính tôi tôi còn thấy bất bình thì làm sao mà tôi bảo vệ cho chị được nhưng mà thôi chị có phước mà chị không biết hưởng chị vô nhà người ta không có công đóng góp chị còn lừa chồng hại con của chồng nữa ở đâu có cái loại người như vậy hả? Chị à, chị đừng có nghe anh nói một phía, nãy giờ tôi nghe hai phía. Và tôi tin anh này hơn. Bây giờ, chị tính nhờ chính quyền bảo vệ cho chị chứ gì? Dù chị có gửi đơn, chị chạy khắp cả nước này, cũng không có đơn vị nào mà đứng về phía chị đâu. Chị về đi, mai mốt đừng có khiếu kiện ở đâu hết đó, chị tốn thời gian của người ta thôi. xin phép chào chị chào anh chào chị ông quyền tôi đã xuống hết nước với ông rồi mà ông còn cư xử nhỏ nhen với tôi như vậy ông để cho bà cán bộ đó chửi tôi bây giờ tôi không nhìn ông nữa đâu bà trở mặt như vậy là đúng lúc đó bà còn chiêu nào thì cứ dở ra hết đi để tôi coi con người của bà vẫn thiểu đến đâu. Ừ. Bây giờ ông có lệ tôi trở về, tôi cũng không thèm về đâu. Tôi sẽ ly dị ông, để coi ai thiệt cho biết. <laughs> Mời bà. Ráng mà tìm mưu ma trước quỷ đi. Chúc bà thành công. Chắc chắn là tôi sẽ thành công. Ông chóng mắt lên mà coi.